ខ្ញុំយល់ថានេះក៏អាចជានៃកាដូមួយរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ
chun mình đang chạm cầm chia riêng là sao sao ngày nấy ngày sai của môn Vichika đấy riêng từ bộ lục môn lục khu vi học sắp môn này về chiết là già chắc là thóm mà môn này cái đấy đi là sao phải cả là phải là đi bay ra để bộ lục ra cho đạt cao hiện nay tiêm chưa ai về phong hiện nay to su nó nằm học sắp bị ban và sao trở hiếu máu cầm chia riêng phong đó lấy ní chúng nó đại đại chôn sáng cậu ba mình to viết phơ ca to su nó cái đầm bị tiêm tia vô từ đây nơi chích chích nó bắn chung mình sạt rồi hết đá để thay tiêm tia bị cặp chia vậy thì mình giả cười thả chun chia chun nhiều chia bộ rồi chúng nó chiếp thả rất thả bà cặp chia mình đá pro người còn tay cho tay sọc đầm bị thay đại xa nữa à thì tay phía bộ nặng phía từ đây bây giờ tôi chia từ đây ní mình nó bắn tích tôi già nào rồi đó mà quân បាទសូមអរគុណឯកឧត្តមអភិរំត្រីដែលបានផ្ដល់នៃខ្លឹមសារជាពិសេសគឺសារក្រមនៃថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ11វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទទទួលនឹងជួនជាទីក្រុមកិច្ចសម្ភារពិសេសពីបណ្ដាជទួលស៊ីអេនស៊ីហើយកំពុងតែប្រចាំការនៅប្រទេសហូឡង់ពេលនេះខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ បាទសូមអរគុណលោកហួយបណ្ណាតអាមាត់ហួយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន Only HDTV.